Thế này, tiếp đoán bạn rùa này có leo được cột thang không? Được á. Tớ nghĩ là bạn ấy leo được ấy. Leo được á? Tớ thì lại nghĩ là không. Hay bây giờ mình cá cược đi. Ok. Thì nếu mà bạn ấy leo được cầu thang thì sao? Nếu bạn ấy leo được cầu thang thì bạn phải mời tới trà sữa. Còn nếu không leo được cầu thang thì tớ mời là bạn. Thế bây giờ mình nha. Thử xem bạn vừa leo được không nào. Bạn ơi, lên đi nha. Giúp bạn thế đi, bạn đi dễ leo rồi. Phải giúp bạn tự lên chứ. Vì bạn ấy không biết lối lên. Ê, đây mà. Bạn ấy không leo kìa. Thử lại nào. Thế cho bạn ý vài bậc trước xem có leo được không. Đấy, lên này mà bạn ơi. Ôi bạn ý hình như không muốn leo lên cầu thang. Bạn ý không muốn lên ngủ rồi. Thế là mình mất một cốc trà sữa. Lên. Đây xem nào. Ý. Đi đi em. Bạn ấy có leo được không? Bạn ấy không muốn lên đi sao ý? Cho bạn thích ở tầng 1 hơn. Thế cho ngồi cho bạn lên chừng nha, lên chừng xem nào. Listen to me now.